Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới 2014-2024 tổ chức hội nghị về công tác tổ chức lễ kỷ niệm. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức, các đồng chí Phó trưởng ban, thành viên Ban tổ chức. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, công tác thông tin truyền thông được quan tâm chỉ đạo triển khai sớm, đi trước một bước xây dựng hình ảnh bộ nhận diện, tổ chức họp báo công bố thông tin các hoạt động kỷ niệm và lễ kỷ niệm. Đến nay đã có hơn 100 tin bài phóng sự, trailer quảng bá đã được các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đăng tải phát sóng. Nhiều hoạt động chào mừng hưởng ứng đã và đang được tổ chức và triển khai. Công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm và tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề phát huy vai trò giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới được chuẩn bị chu đáo với các phương án triển khai cụ thể. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Dự kiến diễn ra tối ngày 26 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính. Tại hội nghị, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các đại biểu đã trao đổi làm rõ kết quả, tiến độ, thực hiện đối với từng công việc cụ thể, đề xuất kiến nghị phương án triển khai, phối hợp thực hiện trong thời gian tới, như phương án đón tiếp đại biểu, phương án phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thông tin liên lạc, cảnh vệ, hoạt động vận tải hành khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền, chương trình nghệ thuật, nguồn lực tổ chức thực hiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương cho lễ kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Đến thời điểm này, nhiều hoạt động chào mừng, hưởng ứng diễn ra trước đó đã tạo nên ấn tượng thương hiệu Ninh Bình, đem lại hiệu ứng lan tỏa tích cực, khí thế vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Điểm nổi bật là Ninh Bình đã huy động được nguồn lực, sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong việc tổ chức các sự kiện này. Lễ kỷ niệm là một sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế, là dịp để tôn vinh, nâng tầm giá trị di sản Tràng An, giới thiệu về vùng đất con người cố đô Hoa Lư. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai cần có sự thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, cách làm, đảm bảo lễ kỷ niệm và các hoạt động, sự kiện bên lề được tổ chức trang trọng, ý nghĩa thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị địa phương được giao chủ trì, nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Riêng với chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm, phải được đầu tư đúng tầm, đảm bảo cơ cấu thời lượng hợp lý, ngắn gọn, đặc sắc, thể hiện được thông điệp của vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Ninh Bình, của vùng, của đất nước, thể hiện được tính đặc trưng, đặc sắc và tinh thần UNESCO. Đồng chí giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành rà soát lại danh sách khách mời, bố trí phương án đón tiếp các đại biểu chu đáo. Đối với Sở Du lịch, đồng chí giao chủ trì trong việc xây dựng kịch bản các văn kiện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, đảm bảo tính chính trị, lịch sử, văn hóa, khoa học. Sở Văn hóa và Thể thao rà soát lại các nội dung chương trình của lễ hội Tràng An. Sở Y tế chủ trì tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Các địa phương chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thực hiện rà phá bom mìn, phòng chống xử lý các sự cố tại khu vực diễn ra lễ kỷ niệm. Công an tỉnh xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Mặt khác, cần xây dựng phương án đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo lưới điện ưu tiên cho khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và các địa điểm tổ chức các hoạt động sự kiện hưởng ứng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu bổ sung thêm hai sự kiện vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, đó là thông tuyến đường Đông Tây và khánh thành nhà văn hóa tỉnh. Trong quá trình thực hiện, các sở ngành địa phương cần thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và ban tổ chức về tiến độ triển khai để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, ý nghĩa, an toàn.